Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Như vậy là sau cái buổi gặp gỡ tối ngày hôm qua giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình thì ông Trump và ông Tập đã đồng ý thống nhất với nhau về cái câu chuyện là sẽ ngưng tạm thời cái câu chuyện tiếp tục tăng lãi suất nằm thực sự là nằm ngoài tất cả những cái dự báo của chúng ta về cái câu chuyện là cái chiến tranh thương mại sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian sắp tới. Thì cái việc giữa ông Trump và ông Tập đồng ý ngưng tạm thời câu chuyện tăng thuế đồng nghĩa với việc ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì Mỹ sẽ không tiếp tục nâng cái mức thuế từ 10% lên 25% với cái 200 tỷ hàng hóa, và như vậy là tạm thời thì sẽ ngưng cái câu chuyện nâng này trong 90 ngày, Và 90 ngày thì sẽ chờ đợi những gì phía trước, chủ yếu là giữa hai nền kinh tế lớn Mỹ và Trung Quốc sẽ nhìn những cái động thái của nhau về câu chuyện là thực hiện cái cam kết tại cái buổi gặp gỡ, cũng như là liệu người Trung Quốc có đáp ứng những cái nhu cầu mà người Mỹ đặt ra hay không, có thực hiện đúng như những gì là cam kết trong cái buổi gặp gỡ của phiên tối ngày hôm qua, tức là cái buổi gặp mặt thân mật. Thì theo Bloomberg thì có một bài viết trên Bloomberg là ông Trump và ông Tập thì đồng ý ngừng bắn tạm thời, tức là ngừng tăng thuế tạm thời trong cái việc mà chiến tranh thương mại đang diễn ra, thì để ngăn chặn cái cuộc chiến ngày càng leo thang. Thì trong cái buổi chia sẻ của một cái phóng viên trên báo Bloomberg thì cho rằng là cả hai phía đều rất là e ngại, rất là quan ngại trong cái câu chuyện là chiến tranh thương mại có thể sẽ leo thang. Vì vậy nên là họ đưa đến một cái kết luận chung, tức là sẽ tạm thời ngưng cái hoạt động gọi là tiếp tục làm leo thang cái cuộc chiến này bằng việc là sẽ không tiếp tục đánh thuế trong vòng 90 ngày sắp tới. Như vậy thì cái câu chuyện mà không đánh thuế trong vòng 90 ngày sắp tới thì sẽ tác động như thế nào tới thị trường chứng khoán trên toàn cầu, cũng như là tác động tới cái thị trường tài chính của Việt Nam nói riêng. Thì thưa với quý anh chị em và các bạn, thì với cái kịch bản mà khá là tích cực, nó cũng có thể là hơn mức trung lập một chút và kém hơn so với câu chuyện tức là ngừng cái cuộc chiến tranh thương mại mà chỉ là ngừng tạm thời trong 90 phiên giao dịch, 90 ngày. Thì cái ngừng tạm thời này thì nó sẽ là diễn biến như thế nào thì chúng ta phải chờ đợi, nhưng trong ngắn hạn 3 tháng sắp tới thì nhiều khả năng thì thị trường chứng khoán thế giới nói chung, thị trường chứng khoán châu Á nói riêng, thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một cái nhịp gọi là tích cực hơn, có thể là sideways, cũng có thể là sẽ tăng nhẹ trở lại. Và để thích ứng với cái câu chuyện là tăng nhẹ trở lại sắp tới thì chúng ta nên giao dịch vào cái cổ phiếu nào, hay là chúng ta nên mua bán ở dòng cổ phiếu nào cho cái nhịp hồi có thể là sẽ đạt khoảng tầm 3 tuần giao dịch, từ khoảng 15 phiên đến 18 phiên giao dịch trong thời gian sắp tới. Sorry anh chị em và các bạn, 13 phiên tới 15 phiên giao dịch trong thời gian sắp tới. Thì 13 tới 15 phiên giao dịch trong thời gian sắp tới có thể thị trường sẽ hồi phục nhẹ và sẽ có một số dòng cổ phiếu sẽ tăng điểm trở lại. Một số doanh nghiệp sẽ có thể tận dụng cái tình hình này mà giá cổ phiếu có thể tăng. Để quý anh chị em và các bạn trong ngành, đặc biệt là những người gọi là trading ngắn hạn, thì có thể tận dụng cái cơ hội kiếm lời ngắn hạn. Và đặc biệt là để tránh cái câu chuyện là trong nhiều lần là cung cấp trên các cái video mà với công khai như thế này với anh chị em và các bạn, thì chúng tôi thường hay là đưa ra cái thông tin quá cụ thể và quá chi tiết, dẫn đến những cái tác động gọi là không mấy tích cực lên chính cái cổ phiếu mà chúng ta đưa ra. Ví dụ như đợt vừa qua thì chúng tôi đưa ra cái cổ phiếu Vinamilk thì nó vẫn có tích cực, nhưng tuy vậy thì cái việc công khai thì được nhận được một số cái phản hồi gọi là không ưng với câu chuyện đấy. Thì vậy thì để cho một số cái thông tin chúng ta cung cấp nó ok hơn, thì quý anh chị em và các bạn là vui lòng là để lại cái thông tin của mình dưới cái đường link dưới video này. Không, cái đường link chúng tôi sẽ để dưới cái video này. Và dưới cái video này thì cái đường link này thì nó có tên cụ thể là anh chị chỉ cần gõ là bit.ly/tin tự doanh chứng khoán, thì anh chị sẽ vào cái đường link như vậy, đó là bit.ly/
tin tự doanh chứng khoán, thì anh chị để lại số điện thoại và thông tin cá nhân của mình, tức là tên của mình, thì chúng tôi sẽ gửi thông tin của anh chị em và các bạn qua cái Zalo, qua Zalo của khuyên chị em và các bạn qua Zalo. Thì anh chị vui lòng là kết bạn Zalo với lại tự doanh chứng khoán và bằng cái số điện thoại là 0906998805, và vui lòng để lại cái thông tin, vui lòng để lại thông tin để chúng tôi xem là những ai có nhu cầu về nhận cái thông tin về những cái cổ phiếu có dự báo có khả năng sẽ phục hồi trong 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 cái nhịp tăng nhẹ nhẹ sắp tới đây, thì chúng tôi sẽ gửi trực tiếp cho anh chị em và các bạn. Như vậy thì nó sẽ tiện hơn và nó cũng tránh loãng tin. Thì cái video này chúng tôi cũng nhằm cục cập nhật một cái số cái tình hình gọi là khẩn cấp cho anh chị em và các bạn biết về tình hình trên thế giới, cũng như cái tác động của nó khả năng cao sẽ tác động đến Việt Nam. Và mong rằng là những video của chúng tôi như thế này thì sẽ đem lại những hiệu ích nhất định cho quý anh chị em và các bạn. Hãy để lại cái like, nhớ đăng ký kênh để có thể tiếp tục cập nhật những cái video tiếp theo. Thân ái và chào, hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.